TSS Channel. chương 4147 lực lượng kinh khủng nhất của thần giới thi yểm đây là bị đánh lui lôi điện lực thật đáng sợ mảnh tinh vực kia đều bị bao phủ tinh thần hóa thành hỏa cầu đang thiêu đốt là ai ra tay hạng sở nam ngóng nhìn biến hóa kịch liệt trong thiên đường giới trong lòng mừng rỡ đồng thời không khỏi sinh ra nghi hoặc có thể đánh lui thủy tổ tất nhiên cũng là thủy tổ nhưng dù tu vi hắn đạt tới bất diệt vô lượng cũng không thấy rõ tình huống cụ thể của song phương lúc này ngoài tinh thiên xa xôi tựa như có hai tòa đại thế giới đang va chạm gió lốc thổi quét tứ phương cũng không thấy hình ảnh là hắc ám tôn chủ trương nhược chân nói hạng sở nam không suy nghĩ nhiều rất vui vẻ nhìn thấy cấp độ thủy tổ đánh nhau cười nói hắc ám tôn chủ rốt cục nhảy ra đệ còn tưởng rằng hắn sẽ tiếp tục ẩn núp. Đại ca, huynh giống như tâm sự nặng nề, làm sao vậy? Vẻ mặt trương nhược trần ngưng túc, căn bản không cười nổi. Hắc ám tôn chủ đã ngã về phía thần giới. Trong kế hoạch của hắn, hắc ám tôn chủ là người có cơ hội tranh thủ nhất. Thứ nhất, ân oán giữa hắc ám tôn chủ và thần giới cực sâu. Thứ hai, Trương Nhược Trần có thể trợ giúp hắn cướp lấy hoa nguyệt làm lợi thế. Hiện tại xem ra, hắc ám tôn chủ căn bản không có để ý đã từng cử oán, không cho rằng mình là bạch nguyên, mà là tân thân. Đồng thời thần giới đã đi trước một bước, đem hoang nguyệt giao cho hắn, đem hắn lôi kéo qua. Thần giới trường sinh bất tử giả so với trong tưởng tượng của ta phải cẩn thận hơn, có thể lợi dụng người khác, tuyệt sẽ không tự mình xuất thủ. Nhưng, hắn thật sự mạnh như vậy sao, ngay cả thủy tổ cũng không thể không thần phục. Trương Nhược Trần thấp giọng tự nói, trong ánh mắt vừa có nghi hoặc, cũng có chiến ý nóng lòng muốn thử. Hắc ám tôn chủ cực kỳ khôn khéo, không có khả năng nhìn không ra thần giới là đang hợp tung liên hoành, muốn đem khắp nơi thủy tổ từng vị đánh bại. Hợp tác với thần giới, chính là lột ra hồ, sẽ không có kết cục tốt. Hoàng Nguyệt nào có dễ lấy như vậy? Hắc ám tôn chủ tất nhiên đã thần phục. Có thể khiến thủy tổ thần phục tu vi cảnh giới trường sinh bất tử của thần giới có thể nghĩ là kinh khủng cỡ nào hạng sở nam kịp phản ứng cả kinh nói hắc ám tôn chủ thần phục thần giới hắn la thủy tổ phiền toái lớn rồi thực lực thần giới lại tăng trưởng một mảng lớn đại ca huynh có biện pháp ứng phó không đệ lo lắng cái gì đây không phải là vấn đề mà đệ nên suy nghĩ trương nhược trần cười cười lại nói hơn nữa thần giới đáng sợ nhất cũng không phải là những thủy tổ này. Hạng sở nam quá bội phục tâm tình của Trương Nhược Trần, hoàn toàn chính là thiên địa sụp đổ phía trước mà sắc không thay đổi, hỏi, đó là cái gì? Trương Nhược Trần không trả lời, nhìn hai mảnh thủy tổ tinh vân di động rất nhanh trong tinh không, nói, thi yểm chạy về phía thế giới thụ của Diêm La Tộc. Diễn biến trận hỗn chiến này đang hủy thiên diệt địa. Năm đó bất động minh vương đại tôn nhất lên sử thi cấp thủy tổ đại hỗn chiến sợ là cũng không gì hơn cái này. Hạng sở nam cảm thán một câu. Hắn biết tinh vực của thế giới thụ diêm la tộc đang bùng nổ chiến tranh cấp vũ trụ. Thần giới hai chi thần quân, cùng địa mục giới rất nhiều thần linh quyết đấu, sớm là đánh cho quần tinh rơi xuống. Thần linh như mưa rơi, tử thương vô số. Vô luận là phượng thiên cùng nộ thiên thần tôn những này vận mệnh thần điện cố nhân, hay là diêm la tộc hảo hữu thân bằng, đều ở trên phiến chiến trường kia thì yểm chạy trốn chắc chắn sẽ dẫn phát một hồi kiếp loạn đại ca sao có thể chấn định tự nhiên như trước hạng sở nam nhịn không được đang muốn mở miệng hỏi lại phát hiện không gian thiên địa xung quanh biến đổi lớn hai chân rơi trên bùn đất lòng bàn chân truyền đến xúc cảm làm đến nơi đến chốn nhìn bốn phía hắn nhìn thấy từng đạo thần quang bay tới nguyên lai tại hắn không có bất kỳ phát hiện dưới tình huống trương nhược trần đã cải biến không gian đi ở trong vũ trụ đến thiên đường giới lúc này hai người bọn họ xuất hiện ở phía dưới chủ tế đàn loại thủ đoạn thần kỳ kỹ này cũng chỉ có thủy tổ mới có được chủ tế đàn to lớn như tinh thể không ngừng hấp thu khí trời đất bắn ra cột sáng trói mắt đường kính cột sáng đạt tới trăm dặm năng lượng hủy diệt mạnh mẽ cho dù thần vương thần tôn tới gần cũng phải hóa thành một đoàn huyết vụ trương nhược trần ngẩng đầu nhìn về phía lỗ thủng không gian phía trên cột sáng. Lỗ thủng không gian kia, dài rộng đến vạn dặm. Với ánh mắt của thủy tổ, có thể nhìn thấy lãnh thổ thần giới phía sau lỗ thủng, có hình dáng dãy núi, có hoang nguyên đại địa. Cột sáng và lỗ thủng không gian như vậy, toàn vũ trụ chừng mấy vạn cái. Như một cây cầu nối liền hai không gian. Trương Nhược Trần trong đôi mắt, phóng ra hai đạo do thủy tổ ý niệm hội tụ thành chùm sáng, bay vào không gian lỗ thủng phía sau thần giới. Ý niệm thủy tổ vừa mới tiến vào thần giới đã bị một cỗ lực lượng quỷ dị mà bàng bạc miền nát. Trương Nhược Trần thậm chí cũng không có phát hiện cỗ lực lượng này đến từ nơi nào. Xem ra hắn đã để lại át chủ bài khác ở thần giới. Có liên quan đến thần võ ấn ký. Trương Nhược Trần cảm nhận được cùng thần võ ấn ký đồng nguyên dao động, đè xuống trong lòng tò mò, không có tiếp tục dò xét ánh mắt nhìn về phía chủ tế đàn. Tu sĩ xây dựng chủ tế đàn, thời kỳ đỉnh phong đạt tới mấy ức. Sinh linh tinh anh nhất thiên đường giới đều ở chỗ này. Nhưng theo đệ nhị nho tổ khởi động tế đàn, mấy tỷ tu sĩ này, có gần một nửa đều mất đi thần võ ấn ký cùng khí hải, tương đương với bán phế. Còn có hơn trăm triệu tu sĩ, chết dưới lôi điện thiên phạt của thần giới, tan thành mây khói. Thảm thiết đến cực điểm đem chủ tế đàn này xưng là một tòa mộ lớn, không hề quá đáng. Trước đó không lâu, bộc phát thủy tổ dung chuyển, không chỉ có hủy diệt thương khâu, phương viên ngàn vạn dặm đều sinh linh diệt hết, không có một ngọn cỏ, chỉ có bị máu tươi nhuộm đỏ bùn đất. Đừng nói bình thường bách tính cùng thánh cảnh tu sĩ, chính là thần linh đều tử thương vô số. Mà trong vận chuyển chủ tế đàn, đang cuồn cuộn không ngừng hấp thu này phiến thiên địa bên trong huyết khí cùng hồn linh mảnh nhỏ, giống như tế tự, vận chuyển hướng thần giới. Bái kiến Đế Trần Đại Nhân. Thương Thiên, Phạm Trần, Mông Qua, Từ Hàng Tôn Giả, Cổ Na Tiên Tử, Kha Dương Thiện. Hơn 10 vị cường giả vũ trụ vô lượng cảnh thiên đình đồng loạt hành lễ với Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nhìn về phía bị thương không nhẹ chư thần, nói: "Chư vị hảo hảo dưỡng thương, nên làm cái gì liền đi làm cái đó, thiên đình vũ trụ sinh linh máu sẽ không chảy vô ích." thần giới cùng thi yểm nhất định sẽ trả giá xứng đáng đại giới. Chư thần thối lui, chỉ có phàm trần, mông qua, từ hàng tôn giả lưu lại. Trương Nhược Trần bắn ra một đạo tiếng động, không gian phía sau nứt ra một khe hở. Vô thủ giả diệp bị trấn áp, từ trong khe hở không gian ném bay ra, rơi xuống trước mặt phàm trần cùng từ hàng tôn giả. Áo cả xa bọc xác, kim quang không tiêu tan. Trương Nhược Trần nói, vô thủ giả diệp, là Phật tổ Kim Thân, trên người trải rộng già diệp Phật tổ tu luyện ra thủy tổ Minh Văn cùng trật tự, hai vị cầm đi xem ngộ đi. Ta tin tưởng, thiên tư ngộ tính của các ngươi, sẽ không thua với thần giới người đoạt xá này, trong thời gian ngắn tu vi nhất định đột nhiên tăng mạnh. Từ hàng tôn giả chắp tay trước ngực, đọc ra một câu Phật hiệu, đa tạ đế trần trả lại Kim Thân cho Phật tổ. Trương Nhược Trần khoát tay, nói, không, không phải trả lại, chỉ là giao tình tư nhân, cho hai người các ngươi mượn nhân xâm mộ. Hai vị, phải gia tăng tu luyện, Tây phương vũ trụ còn phải dựa vào các ngươi chống đỡ lên. Trong đôi mắt trong suốt như nước của từ hàng tôn giả, hiện lên một tia u oán cùng cười khổ bất đắc dĩ. Ánh mắt và nụ cười này làm cho phàm trần, mông qua, hạng sở nam kinh ngạc không thôi. Đây không phải là ánh mắt thánh khiết từ hàng tôn giả nên có. Một vị nữ Phật tu, có thể cùng Trương Nhược Trần được xưng là phong lưu kiếm thần trở thành bạn tốt trí giao, ở bên trong bản thân hai người chính là có một loại tình cảm đặc thù. Đương nhiên đó cũng không phải tình yêu nam nữ, mà là ý cảnh tốt đẹp giống như hoa trong gương, trăng trong nước, có thể cảm giác mà không thể chạm đến. Trong mắt phàm trần tràn đầy áy náy, nhị quân thiên chạy trốn rồi. Ta biết, Trương Nhược Trần cũng không truy trách, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Phạm Trần nói, ta nhất định tìm được hắn, thực hiện lời hứa lúc trước ở hôi hải, sẽ không để hắn gây họa cho thiên hạ. Nhị quân thiên mặc dù đào tẩu, nhưng ngăn cản thần giới tấn công diêm la tộc thế giới thụ, không tính là chuyện xấu, người đừng quá tự trách. Suy nghĩ một chút, Trương Nhược Trần lại nói, người hòa thượng này, như thế nào nhiều như vậy ái náy chi tâm, sống có mệt hay không, nếu không vẫn là uống chút rượu. Phạm Trần dùng ánh mắt giờ khóc giờ cười nhìn Trương Nhược Trần, áy náy trong lòng càng sâu. Mông qua tiền bối, người có biết thiên ma ở nơi nào không? Trương Nhược Trần hỏi. Mông qua lắc đầu nói, sau khi từ thần giới trở về, chúng ta không còn liên lạc nữa. Hắn hẳn là ẩn thân ở nơi nào đó dưỡng thương đi. Nhắc tới thần giới, từ hàng tôn giả nhìn về phía lỗ thủng không gian trên chủ tế đàn, cảm thụ khí tức thần giới tản ra, nói, sau khi thiên địa tế đàn khởi động, khoảng cách giữa không gian thần giới và vũ trụ chân thật không ngừng kéo gần lại, có lẽ có một ngày sẽ hoàn toàn trùng điệp. Cũng có thể, thần giới sẽ ăn tươi vũ trụ chân thật. Mông qua đồng dạng lo lắng trùng trùng, đế trần đại nhân, ngài chính là thủy tổ, đứng độ cao không giống nhau, ngài có biết thần giới đến cùng ý muốn như thế nào? Hôm nay có lẽ sẽ có đáp án. Trương Nhược Trần ngóng nhìn phương hướng nào đó trong tinh không, nói như thế mấy người ở đây nhìn theo. Nhìn thấy hai mảnh thủy tổ tinh vân, tiến vào tinh vực của thế giới thụ diêm la tộc. Hạng sở nam rốt cục nhịn không được, nói, đại ca, diêm la tộc hôm nay nguy hiểm. Nếu huynh không ra tay, sợ rằng bọn họ sẽ diệt tộc. Đây là kết quả tất cả mọi người đều có thể suy diễn ra, không khí lập tức trở nên cực kỳ trầm trọng. Cũng không phải là chuyện không liên quan đến mình. Đợi diêm la tộc diệt tộc, bọn họ còn có thể sống bao lâu thương thiên đã an bài mọi việc thân hình khôi ngô đi nhanh tới xa xa nói đế trần nếu có thể xuất thủ từ trước khi thi yểm chạy tới thiên đường giới cũng đã xuất thủ hạng sở nam khó có thể lý giải nói lúc đó nếu đại ca xuất thủ kiếp nạn thiên đường giới này có lẽ có thể tránh được trương nhược trần vẫn như núi cao sừng sững đứng ở nơi đó cũng không giải thích cái gì Đế Trần nếu là lúc đó xuất thủ, Hắc Ám Tôn Chủ hôm nay cũng sẽ không hiện thân, thần giới cũng sẽ không bại lộ lá bài tẩy này. Đợi Hắc Ám Tôn Chủ tại một thời khắc mấu chốt nào đó sau này xuất thủ, có lẽ có thể xuất kỳ bất ý, đưa Đế Trần vào chỗ chết. Thương Thiên đi tới trước mặt Trương Nhược Trần, lần nữa khom người hành lễ, cùng Đế Trần an nguy, cùng toàn vũ trụ sinh linh tương lai so sánh, thiên đường giới chút tổn thất này tính là gì? hạng sở nam suy nghĩ một lát lập tức mồ hôi lạnh toát ra thủy tổ quyết đấu ẩn giấu quá nhiều hung hiểm mông qua nói sở nam nếu phát sinh bất cứ chuyện gì đế trần đều phải lập tức đuổi tới như vậy sẽ vĩnh viễn bị đối thủ dắt mũi đi thậm chí bị lợi dụng khi đó đừng nói phần thắng chết như thế nào cũng không biết thương thiên và mông qua từng là phụ tá đắc lực của hạo thiên cho nên rất có thể hiểu được sự bất đắc dĩ của thượng vị giả rất nhiều lúc chỉ có thể trơ mắt nhìn từng tòa từng tòa đại thế giới hóa thành công đức chiến trường hủy diệt ở trong chiến loạn không phải không cứu được mà là không thể cứu bởi vì thượng vị giả không phải là vì một tòa đại thế giới sinh linh phụ trách là muốn đứng ở vị trí cao hơn đối với tất cả đại thế giới phụ trách không phải mỗi một cuộc chiến tranh đều phải thắng chỉ cần thắng được một trận mấu chốt nhất là được Hôm nay Trương Nhược Trần cũng có thể làm được. Đây là một loại trưởng thành chân chính trên ý nghĩa, từ vì một giới mà chiến, đến vì thiên hạ mà sống. Trương Nhược Trần tâm tình thành thục như thế, mới làm cho Mông Qua cùng Thương Thiên Chân Chính cảm nhận được hắn đã vượt qua Hạo Thiên, có hy vọng dẫn dắt bọn họ đi chiến thắng kẻ địch gần như không cách nào chiến thắng thần giới trường sinh bất tử giả. Từ hàng tôn giả một mực suy tư Trương Nhược Trần lúc trước câu nói kia, nói đế trần ý tứ là thần giới muốn ở diêm la tộc sử dụng thủ đoạn cuối cùng kia ta không biết trương nhược trần nhẹ nhàng lắc đầu ngay sau đó lại nói diêm la tộc thế giới thủ đã trở thành hết thảy bão táp trung tâm thần giới nếu không cần ra thủ đoạn cuối cùng không dễ dàng như vậy đem công phá thủ đoạn cuối cùng này đến cùng là chuyện gì xảy ra đến cùng sẽ tạo thành cỡ nào nguy hại đến cùng nên ứng đối như thế nào chỉ có thể dựa vào diêm la tộc vì chúng ta thăm dò ra. Kế tiếp, chúng ta sẽ chứng kiến bộ tộc trí cao diệt tộc, tựa như thánh tộc lúc trước. Trương Nhược Trần dùng ngữ điệu bình tĩnh nhất, nói ra lời tàn nhẫn nhất, tâm tình cường đại đến không có bất kỳ sự vật nào có thể lay động. Cho dù nhất tộc bị diệt, hắn cũng phải tiếp tục chờ. Đợi đến thần giới bại lộ tất cả ác chủ bài, đợi đến trường sinh bất tử giả xuất thủ, đợi đến máu chảy thành sông, đợi đến, thời cơ xuất thủ tốt nhất. Minh Tổ có kiên nhẫn, thần giới trường sinh bất tử giả có kiên nhẫn, hắn phải càng có kiên nhẫn mới được. Thi yểm lấy trụ đỉnh làm thuyền. Phía dưới đỉnh, một dòng thời gian thần hà rộng lớn song song. Vu đỉnh cùng hồng đỉnh lơ lửng ở đỉnh đầu, cùng lôi thần trùy, hắc ám chi đỉnh cách không bay tới đụng nhau, một đường chiến tới mảnh tinh vực nơi diêm la tộc thế giới thủ. Yểm địa Giống như một tòa thế giới hồng hoang, ở trong không gian phía sau thi yểm như ẩn như hiện, sớm đã bị hắn luyện thành một bộ phận của thủy tổ giới. Tộc nhân Ly Hận Thiên Diêm thị trong yểm địa, cùng với tàn hồn của cường giả cổ đại do thi yểm bồi dưỡng, toàn bộ hóa thành từng luồng huyết khí cùng hồn vụ, bị hắn nốt vào trong bụng. Thương thế trên người thi yểm đã sớm khỏi hẳn, huyết khí trở nên càng thêm tràn đầy. Thủy tổ thần hồn đạt tới độ cao trước nay chưa từng có mi tâm hắn xuất hiện một ấn ký chữ yểm cổ xưa dùng chữ yểm này bao trùm thần võ ấn ký điên cuồng hấp thu lượng lực trong ly hận thiên chữ yểm từ hư đạm dần dần trở nên sáng ngời thì yểm tản mát ra tu vi khí tức nhanh chóng kéo lên càng ngày càng mạnh phệ huyết chú phệ hồn chú thì yểm nhìn về phía thế giới thụ xa xa hai con người hóa thành hai đoàn hỏa diễm thì triển ra nguyền rủa cấp thủy tổ muốn lấy nguyền rủa hấp thu tất cả diêm la tộc tộc nhân huyết dịch cùng hồn linh từ đó đánh sâu vào cảnh giới thủy chung như nhất nơi này giao cho các ngươi diêm vô thần hướng vận mệnh 12 tướng thần trận bên trong địa ngục giới chư thần bỏ lại những lời này ánh mắt lạnh lẽo trầm xuống lại mang theo vô hạn hưng phấn cùng chờ mong đứng ở đỉnh đầu vạn từ thanh long hướng thủy tổ tinh vân ùn kéo đến đón đánh sư tôn đệ tử diêm vô thần muốn chiến ngài nhiều năm rồi diêm vô thần kim thân ba ngàn trượng hai tay triển khai quang hoa hơn hàng tinh đâu chỉ mười vạn lần một đạo lục đạo luân hồi ấn bao bọc ngàn tỷ dặm tinh hải hiện ra giống như tấm khiên huy hoàng đại khí đem lực nguyền rủa vô hình tuôn về phía thế giới thụ diêm la tộc ngăn trở áp ngược trở về ngao thanh long giống giận một tiếng vô số ấn ký chữ vạn từ trong cơ thể bay ra giống như từng ngôi sao nhỏ đang xoay tròn cút ngay thì yểm sớm đã không còn mặt mũi hiền lành như ngày xưa có chút dữ tợn hắc ám tôn chủ truy rất chặt tại sinh tử trước mắt chỉ có phá cảnh là duy nhất ý niệm trong đầu gặp thần sát thần gặp phật sát phật trụ đỉnh từ dưới chân bay ra mang theo thời gian thần hà va chạm với lục đạo luân hồi ấn chắn ở phía trước oanh một tiếng tinh hải bị xé rách mà ra trụ đỉnh phá vỡ tinh không, và chạm với kim thân Diêm Vô Thần. Diêm Vô Thần cắn chặt hàm răng, lấy song trường tiếp được. Thân thể kim cương bất hủ trong nháy mắt dạ nứt, tiếp theo máu thịt trên người bay ra ngoài hơn phân nửa. Chỉ có bộ xương, vẫn hoàn hảo như cũ. Đồng thời, thời gian thần hà giống như một con tổ long đánh vào ngực hắn, xuyên qua người, không biết mang đi bao nhiêu vạn năm thọ nguyên của hắn. Diêm vô thần giống như sao băng bay ngược ra ngoài, bị ấn ký chữ vạn hội tụ thành hải dương tiếp được, bị thương không nhẹ. Ha ha! Diêm vô thần tóc dài lượn lờ, cũng không có nửa phần chán nản, ngược lại chiến ý mênh mông, vẻ mặt phóng đãng. Huyết nhục tàn thể bị đánh tan, từ hư không khắp nơi, một lần nữa bay về phía hắn. Thi yểm thấy trụ đỉnh một kích cũng không thể phế bỏ diêm vô thần, không khỏi hừ trầm một tiếng, vô thần, ngươi cũng chảy xuôi dòng máu diêm la tộc là hậu duệ của lượng yểm hôm nay lấy huyết khí của ngươi trợ vi sư phá cảnh như thế nào những thứ kia vốn là bay về phía diêm vô thần huyết nhục tàn thể bị thủy tổ trật tự cùng thủy tổ quy tắc dẫn dắt ngược lại bay về phía thi yểm chỉ sợ sư tôn lão nhân ra ngươi không có phúc tiêu thụ diêm vô thần diện mục không trọn vẹn hung dữ khiếp người kim thân lần nữa tăng trưởng từ ba ngàn trượng, đến bốn ngàn trượng, năm ngàn trượng. Một mực tăng trưởng đến chín ngàn trượng, mới rốt cục dừng lại. Hống, tiếng thét dài một tiếng, diêm vô thần phóng thích ra cảnh giới tu vi bán tổ đỉnh phong, cùng vạn tự thanh long hoàn toàn kết hợp với nhau, đi nhanh nhằm phía thi yểm Tất cả quy tắc thủy tổ và trật tự thủy tổ ngăn cản hắn đều bị tay không xé nát. Quả nhiên ẩn tàng tu vi thì yểm hấp thu huyết nhục tàn thể của Diêm Vô Thần, thần quang toàn thân tăng mạnh, bước về phía trước một bước. Nhất thời, không gian sụp đổ, mảnh vỡ không gian dày đặc, tử vong phong bạo đánh về phía Diêm Vô Thần. Diêm Vô Thần miệng phát ra long ngâm, long lân màu xanh bao phủ kim thân, một quyền đánh ra. Quyền kình chữ vạn va chạm với mảnh vỡ không gian, lập tức xoay tròn, hóa thành sóng xung kích hình thái xoáy nước tất cả lực lượng thủy tổ đều bị quyền kình chữ vạn vận chuyển đến bốn phương. Âm âm, vu đỉnh mang theo vô tận vu đạo quy tắc trong vũ trụ, từ mảnh vỡ không gian gió lốc phía sau bay ra, nghiền nát quyền kinh chữ vạn, rơi xuống trên người diêm vô thần. Thì yểm một kích này là toàn lực ứng phó, ý muốn đem diêm vô thần thân thể đánh nát, do đó đem hắn huyết nhục, hồn linh, đạo pháp quy tắc toàn bộ hấp thu. Điều này sao có thể? Ngoài dự liệu của tất cả người quan chiến, Diêm vô thần nhận lấy. Ngực hắn, bắn ra cực hạn trói mắt quang hoa, cùng vu đỉnh đụng nhau, phát ra âm thanh len canh trói tai. Thân thể của hắn, lại có thể so với cửu đỉnh. Đây là tu vi cảnh giới dưới thủy tổ sao. Bên trong vận mệnh 12 tướng thần trận, huyết đồ ánh mắt đều muốn trừng ra, cảm thấy Diêm vô thần nghịch thiên đến có chút quá phận. Đừng nói là bọn họ, ngay cả hắc ám tôn chủ đuổi theo cũng hơi ngẩn ra. Bị vu đỉnh trực tiếp đánh vào trên người, cho dù là hắn loại này cấp bậc tồn tại, cũng tuyệt đối phải bị thương. Làm sao có thể là cứng rắn gánh vác? Khá lắm, lục đạo luân hồi kính rốt cục xuất thế. Hắc ám tôn chủ xuyên thấu qua ánh sáng trói mắt, nhìn thấy lục đạo thần kính trên ngực diêm vô thần. Thần cảnh trong truyền thuyết này, được xưng là đủ so sánh với 72 tầng tháp, hôm nay hiển uy, quả thật không giống bình thường. Thi yểm cộng thêm một kích toàn lực của vu đỉnh, lại bị một bán tổ đỉnh phong cứng rắn khiêng xuống. Sức bật của vu đỉnh, có một bộ phận bị lục đạo luân hồi kính đang xoay tròn hấp thu, có một bộ phận tản ra tứ phương, chỉ có không đến một phần ba là rơi xuống trên người diêm vô thần. Tốt! Lục đạo luân hồi kính, người quả nhiên đã sớm tìm được nó. Thi yểm không giận phản hỉ, chân đạp thời gian quy tắc thần hạ dùng tốc độ nhanh nhất truy kích diêm vô thần chỉ cần cướp được lục đạo luân hồi kính hắc ám tôn chủ và vĩnh hằng chân tể có gì phải sợ diêm vô thần mặc dù chống đỡ vô đỉnh vừa rồi một kích kia nhưng trên người thương thế càng nặng lại thấy hắc ám tôn chủ chạy tới vì thế lập tức trốn xa tốt cái gì tốt ngươi không biết hôm nay là tự kỳ của ngươi sao một đại thủ ấn hắc ám xuất hiện trên đỉnh đầu thi yểm vạn tượng vô hình ấn trong lòng bàn tay hiện ra, gắt gao khóa chặt thi yểm, giống như đánh mũi, đánh cho thi yểm ném bay, toàn thân xuất huyết. Ngay sau đó, hắc ám chi đỉnh nện vào đỉnh đầu thi yểm, đem đầu hắn đánh cho rơi vào trong bụng. Diêm vô thần lui tới đỉnh thế giới thụ diêm la thiên ngoại thiên, tàn tạ thân thể nhanh chóng mọc ra huyết nhục, nhìn hắc ám tôn chủ hoàn toàn nghiền ép thi yểm, trong lòng không khỏi cảm thán. Đồng dạng là thủy tổ tranh lệch này cũng quá lớn hắn bị thi yểm nghiền ép hoàn toàn thi yểm ở trong tay hắc ám tôn chủ rồi lại không có lực đánh trả bất ngờ diêm vô thần cảm nhận được một cỗ để cho hắn hít thở không thông hung hiểm ánh mắt nhìn về đỉnh đầu vỡ nát hư không chẳng thấy gì cả nhưng hắn lại biết là vĩnh hằng chân tề tới yểm tổ người muốn tế luyện tộc nhân diêm la tộc và hấp thu lực lượng trùng kích thủy chung như nhất dũng khí đáng khen, cũng rất có quyết đoán. Đáng tiếc Diêm Vô Thần là thế hùng kiệt, có hắn chấn thủ thế giới thủ, chỉ sợ ngươi không công được, không bằng thần giới trợ giúp ngươi một tay. Vĩnh Hằng chân tể thanh âm, không biết từ nơi nào truyền ra, vang vọng toàn bộ tinh vực, tất cả thiên địa quy tắc đều theo sóng âm của hắn cùng nhau nhảy lên. Giao, trong nháy mắt, tế đàn trong các lá thế giới trên thế giới thủ, vô luận lớn nhỏ, toàn bộ đều vận chuyển hình thành từng vòng xoáy khí trời đất. Diêm la tộc đã phái ra rất nhiều tu sĩ, tại phá hủy những tế đàn này, nhưng căn bản không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Có tế đàn, phân bố ở thôn cổ bị lãng quên. Có tế đàn ngàn vạn năm trước đã được chôn sâu dưới lòng đất. Có tế đàn, sớm đã tàn phá không chịu nổi, chỉ còn di tích, nằm ở đáy đại hồ đại dương. Hiện tại trên thế giới thủ, từ xưa đến nay xây dựng lên tất cả tế đàn không biết bao nhiêu vạn tòa toàn bộ bị kích hoạt bắn ra từng đạo cột sáng hình thành không gian chi lộ nối liền thần giới có thể nói thần võ ấn ký là thủ đoạn khống chế tất cả người tu luyện của thần giới tế đàn dùng để tế tự là thủ đoạn khống chế toàn vũ trụ của thần giới một ván này tại không biết bao nhiêu ức năm trước cũng đã triển khai lợi dụng tất cả tu sĩ từ xưa đến nay mỗi một tế đàn đều là một quân cờ mà thần giới trường sinh bất tử giả hạ xuống đây mới là lực lượng đáng sợ nhất của hắn ai cũng không biết trong vũ trụ tế đàn toàn bộ khởi động sẽ phát sinh cái gì không tốt diêm la tộc thế giới thụ tất cả trận pháp bị những tế đàn này phá đi trở nên vỡ nát lực công kích cùng lực phòng ngự sẽ không còn sót lại chút gì không có trận pháp thủ hộ cùng hợp kích toàn bộ diêm la tộc ở trước mặt thần giới hai chi thần quân đem một kích mà tan. Chỉ giao ý thức được Diêm La tộc hôm nay sợ rằng phải diệt tộc, lập tức gọi Huyết Hồng Sắc Tích Huyết Kiếm, cùng Táng Kim Bạch Hổ bay ra khỏi Chiêu Thiên Khuyết. Trong khoảnh khắc, Táng Kim Bạch Hổ lực lượng cùng nàng kết hợp cùng một chỗ. Nàng mi tâm xuất hiện một đạo kim sắc táng tự ấn ký, đỉnh đầu 26 trọng thiên vũ thế giới triển khai, một mình một người, giết về phía hàng tinh kỵ sĩ quân đoàn chỗ gốc thế giới thủ kia. Nếu đệ nhị nho tổ tuân thủ lời hứa, không tự mình ra tay với Diêm La tộc. Bọn họ chỉ cần ngăn trở hai chi thần quân, Diêm La tộc hôm nay liền còn có thể cứu. Giao, một kiếm chạm cổ kim, kiếm khí tung hoành toàn bộ tinh vực. Quân đoàn kỵ sĩ hàng tinh từ trên thế giới thụ đánh ra tất cả thần mâu, đều bị một kiếm chặt đứt, hóa thành mảnh vụn kim loại. Trong nháy mắt tiếp theo, 26 trọng thiên vũ thế giới cùng thế giới thụ trùng trùng điệp điệp va chạm cùng một chỗ. Hết chương 4147 rồi ạ. À. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ TSS Channel bạn nhé.